Vén màn chuyện tình của Tống Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch, từ bỏ bạn trai đã đính hôn được 5 năm để đến với người từng 3 lần làm chú rể. Người dân Trung Quốc mỗi khi nhận xét về ba cô con gái nhà họ Tống, Tống Ái Linh, Tống Khánh Linh và Tống Mỹ Linh thường nói: cô cả yêu tiền, cô hai yêu nước, cô ba yêu quyền. Chính vì yêu quyền mà Tống Mỹ Linh đã dễ dàng từ bỏ mối tình đầu đầy thơ mộng với Lưu Kỷ Văn để cùng sánh vai với Tưởng Giới Thạch trở thành đệ nhất phu nhân quyền uy. Tống Mỹ Linh sinh năm 1897 tại Thượng Hải, qua đời năm 2003 tại Mỹ ở tuổi 106. Bà là chứng nhân quan trọng của lịch sử cận đại và hiện đại Trung Quốc. Bà có một vị thế đặc biệt là phu nhân của Tưởng Giới Thạch, người lãnh đạo Quốc dân đảng Trung Quốc thay thế Tôn Trung Sơn nắm giữ chính quyền ở Trung Quốc. Bà là một trong 10 phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ và là người phụ nữ thứ hai được đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ. Tống Mỹ Linh là con thứ tư trong một gia đình danh môn quyền thế có 6 người con, gồm Tống Ái Linh kết hôn với Khổng Từng Hy, Bộ trưởng Tài chính thời Trung Hoa Dân Quốc, Tống Khánh Linh kết hôn cùng Tôn Trung Sơn, Tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc, Tống Tử Văn, Tống Mỹ Linh, Tống Tử An và Tống Tử Lương. Trước khi gặp Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh đã đem lòng yêu Lưu Kỷ Văn, chàng trai đất Giang Tô có gương mặt thanh tú, phong thái lịch thiệp và lối sống thì đậm vẻ phương Tây. Cả hai đều du học ở Mỹ, Mỹ Linh học trường nữ học, còn Kỷ Văn tu nghiệp tại Đại học Harvard. Hiện trong hồ sơ lưu trữ của trường nữ học còn ghi lại, vị hôn phu tương lai của cô Tống là một lưu học sinh Trung Quốc. Hai người sẽ chính thức kết hôn vào một thời điểm hiện còn chưa xác định. Dĩ nhiên, với một con người đầy toan tính như Tống Mỹ Linh, thời điểm chưa xác định đó là chẳng bao giờ tới. Trở về nước, đã mấy lần Lưu Kỷ Văn đề nghị tổ chức lễ cưới, nhưng cả mấy lần Mỹ Linh đều khéo léo gạt đi. Rõ ràng trong suy xét của cô, Kỷ Văn tuy có nhiều nét đáng yêu, song không phải là người chồng lý tưởng, khó có thể đáp ứng được những tham vọng đang chất chứa trong tâm hồn cô lúc đó. Năm 1917, Mỹ Linh từ Mỹ trở về Thượng Hải. Với dung nhan yêu kiều, lại biết nhiều thứ tiếng, trình độ văn hóa sâu rộng, Mỹ Linh đã chiếm được cảm tình của không ít các nhân sĩ, học giả, chính khách. So với nhiều người thì Tưởng Giới Thạch thuộc vào dạng biết đến Mỹ Linh hơi muộn, song đó lại chính là nhân vật vừa biết tấn công, vừa biết trường kỳ mai phục một cách ngoan cường nhất. Lần đầu tiên Tưởng Giới Thạch bước chân vào tư dinh nhà họ Tống là vào một tối tháng 12 năm 1922. Bây giờ, với danh nghĩa kẻ phó tá trung thành của Tôn Trung Sơn, Tưởng được mời tới dự buổi dạ hội do Tống Tử Văn, anh trai Tống Mỹ Linh tổ chức. Tại đây, Tưởng được giới thiệu làm quen với Tống Mỹ Linh và ngay lập tức, nhan sắc và phong thái của tiểu thư họ Tống đã làm Tưởng mê đắm. Sau cuộc gặp sét đánh đó, hai người đã trao đổi số điện thoại và gửi thư cho nhau thường xuyên, tình cảm của họ cũng ngày càng sâu đậm. Hơn thế, một phép tính hiện nhanh trong đầu ông ta. Đây là em vợ Tôn Tổng thống, Tôn Trung Sơn, gia đình tài lực hùng hậu, các anh rể và anh trai đều có ảnh hưởng chính trị rất sâu rộng. Lần đó, qua sự sắp xếp của Tống Ái Linh, Tưởng Giới Thạch từ Quảng Châu lên Thượng Hải và gặp Tống Mỹ Linh ở một quán cà phê. Khi Mỹ Linh dùng những ngón tay thon thả xoay xoay tách cà phê, thì Tưởng từ bên kia bàn nắm chặt lấy bàn tay ấy. Là một tướng lĩnh quân sự, Tưởng Giới Thạch có cái bạo dạn, tự tin khác hẳn với sự nhẹ nhàng điềm đạm của Lưu Kỷ Văn. Mỹ Linh rút mạnh tay, chăm chú nhìn ông ta nói: tôi không yêu ngài, tôi đã có chồng chưa cưới, anh ấy đang học để thi lấy học vị tiến sĩ tại trường đại học Harvard. Chúng tôi đính hôn được 5 năm. Nói đến đó, bỗng nhiên nước mắt Mỹ Linh trào ra. Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa nắm chặt tay Mỹ Linh, nói: nàng khóc, cho thấy lòng nàng đang mâu thuẫn, anh ta mới chỉ là chồng chưa cưới của nàng. Tôi không làm điều gì vi phạm đạo đức, nàng không thoát khỏi tôi đâu. Tôi nhìn thấy tâm sự của nàng có biết không? Tôi muốn thống nhất đất nước đang chia năm xẻ bảy của chúng ta. Tôi cần một người phụ nữ tốt giúp đỡ tôi, và người đó là nàng. Lưu Kỷ Văn cao nhất chỉ có thể trở thành một học giả. Nàng là người thông minh, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Những lời Tưởng nói đã đánh trúng những điều Mỹ Linh đang còn phân vân. Cùng đặt Kỷ Văn lên bàn cân, rõ ràng Tưởng Giới Thạch nặng hơn nhiều. Ngày 15 tháng 5 năm đó, dưới sự hợp tác của Tống Ái Linh, Tưởng cử đội vệ sĩ đến đón Tống Mỹ Linh đi Tiêu Sơn du ngoạn và nghỉ ngơi. Cô gái đang độ xuân xanh, trong hơn 10 ngày được tận mắt chứng kiến cảnh núi sông hùng vĩ, lại được Tổng Tư lệnh Tưởng trực tiếp đi theo hướng dẫn, đã cảm thấy trong lòng nhiều phấn khích. Chuyến đi này quyết định vị thế đệ nhất phu nhân của Tống Mỹ Linh. Đến đây, có thể nói mọi nỗ lực theo đuổi của Tưởng Giới Thạch đã đạt kết quả, Mỹ Linh bị chinh phục hoàn toàn. Đối với cô, Tưởng là một con người có ý chí, và ý chí ấy không dễ gì bị khuất phục. Vậy là Tống Mỹ Linh gật đầu,
Vấn đề chỉ còn ở phía gia đình khi hầu hết các thành viên phản đối hôn sự này, đặc biệt là Nghe Quế Chân, mẹ của Mỹ Linh. Làm thế nào mà Tưởng Dương Thạch thuyết phục được gia đình nhà họ, trong khi bản thân ông đã có tới 3 lần làm chú rể? Các bạn nhớ đón xem phần sau vén màn chuyện tình của Tống Mỹ Linh và Tưởng Dương Thạch ở video tiếp theo với giọng đọc của Chú Đọc Truyện nhé. Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chú Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé.